Hello, xin chào cả nhà mình nha. Mấy ngày này hai chị em lên Đà Lạt an dưỡng, toàn là ở nhà nghỉ ngơi với là đi ăn không à, chứ không có đi đâu chơi hết. Thì khí hậu ở Đà Lạt thì ở Sài Gòn quá nóng, thì mình lên đây mình nghỉ dưỡng đây các bạn. Thì chỉ có ở nhà đi ra đi vô, rồi tại không có xe đi đó, cho nên là tới chiều rồi mấy chị em, hai chị em đi ra ngoài ăn. Và chiều nay á, mình sẽ dẫn chị mình đi ra ăn lẩu gà lá é nha các bạn. Hôm trước là tính không có đưa lên, nhưng mà bây giờ không có clip, mình thử ra mình cũng xin giới thiệu luôn cái món này. Ăn cũng ngon lắm, bởi vì ở Đà Lạt lá é rất là nhiều, cho nên người ta sẽ làm món này cũng ngon, rất hấp dẫn nha các bạn. Mời các bạn hãy theo dõi cái clip này của gia đình mình nha. Đúng rồi. Hôm nay là mình đi ăn gà lá é nha các bạn. Đây là cái gà này nó cho thêm. Muối chua chanh, ớt xanh ăn kèm. Còn đây là lá é. Hôm nay mấy chị em, hai chị em đi ăn gà lá é. Là ngày mai ai xong cái này là ngày ngủ điện đêm, ngày mai đi về. Ngày mai anh lên đường. Nhớ nhà, ở tuần lễ phải nhớ nhà. Ai là của dâu? Cũng buồn nó tính hết rồi. Ăn cái trứng gà gà ở quê nhé, đi mua trứng quê nhé. Có gà quá trời. Trứng gà kho mà. Đâu có gì không? Cái này là măng nè. Măng. Đúng không? Còn nó cho mình thêm đó là chi? Thêm đặng bỏ vô á. Nhưng mà mình không ăn thôi phải không? Cái nào vậy? Đâu có. Cái chén đó mình không ăn. Ăn nhưng vẫn ăn chứ. Lát bỏ vô, ví dụ mình ăn hết gà rồi bỏ vô. Nó tính 350 rồi. Ủa vậy hả? Tính vô hết rồi. Cái lẩu 350 chứ. Giờ đó xong rồi đó, 350 đó. Trời ơi. Là mỗi người 100. Nè, bún kìa, lấy bún bỏ vô. Dạ ra, kệ ra mỗi người 100 mấy. Bỏ này vô. Dạ ha, bỏ ai ăn lấy bỏ. Ai ăn lấy bỏ, là nhúng vô vậy hả? Đúng rồi. Nhưng mà nó chưa sôi mà. Chưa sôi đó, cho nó sôi đi. Vô đi. Mọi người hai cái trứng cút ăn chơi cho vui. Trong khi chờ đợi. Thôi được rồi, nhiều quá. Rồi chị múc cho chị đi, cái này để đây. Đây. Vô một lon bia với chai nước ngọt có đá. Chai lạnh lọc nước lọc. Nước suối. Nước suối á. Với một lon bia. Nóng rồi đó.
Cái này là măng. Có đá không con? Gà lá é xong rồi, bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.